Mở đầu bản tin hôm nay là một bản tin về tình hình chiến sự tại Syria. Đường ống dẫn dầu chính tới nhà máy lọc dầu bên ngoài thành phố Homs đã bị nổ trong sáng ngày hôm nay, trong lúc dân quân và quân đội Al-Assad đang giao chiến. Video đưa lên các trang mạng xã hội cho thấy khói đen đang bốc lên từ đường ống dẫn dầu, từ các mỏ dầu ở miền đông đưa tới nhà máy lọc dầu. Syria chỉ có 2 nhà máy lọc dầu trên toàn quốc. Đường ống nằm trong vùng nông thôn Al-Basatin đã từng bị tấn công nhiều lần. Tổng thống Bashar al-Assad đã đưa xe tăng tới thành phố Homs, cách thủ đô Damascus khoảng 140 cây số, để đàn áp dân chúng nổi dậy, và thành phố này đã bị bao vây, pháo kích, không kích trong nhiều tháng. Trong lúc bị Tây Phương cấm vận, sản xuất dầu thô của Syria đã suy giảm nhanh chóng. Theo một bản phúc trình của chính phủ, tiêu thụ xăng đã giảm 12% trong 8 tháng đầu năm 2012. Phân phối xăng của nhà nước giảm 24% và dầu sưởi ấm giảm 23%. Những đoạn video khác đưa lên các trang mạng trong ngày hôm nay cho thấy phi cơ tiếp tục thả bom ở vùng ngoại ô Đông Ghouta và các vùng ngoại ô khác của thủ đô Damascus. Trong một đoạn video, hình ảnh cho thấy phi cơ tấn công thị trấn Kafranbel ở tỉnh Idlib và vụ tấn công này đã phá hủy một quảng trường chính của thị trấn. Hầu hết tỉnh Idlib nằm ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã lọt vào trong tay của dân quân. Bộ binh trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã phải rút lui, nhưng những vùng đất dân quân kiểm soát đang trở thành mục tiêu của phi cơ phản lực chiến đấu.